cơm đen mà đi ngon lắm. Ngon luôn. Ngon nhỉ? Mua tội đắt đấy. 300.000 suất. Đấy á? Sợ nhỉ, sợ nhỉ. Bây giờ nếu mà mình kiểu đi ra ngoài xong mình tự mua. Em chưa vào trong, em nghĩ chưa ăn ở đấy bao giờ đúng không? Chưa. Chưa bao giờ. Mày em xem là vui với anh em, mà xem là đi nhiều nơi, em đi theo anh nhiều thứ. Đi không? Đi ra anh đi không? Dạ. Xuân Quân với Xuân Phú mày chưa ra trường đi được như thế đâu. Ai là người dẫn dắt em đi đấy. Vậy à? Ừ. Thế nếu mà bình thường anh với cả anh đông à? Không, anh đi một mình. Một mình thôi á? Ừ, anh đi giao tiếp với mình. Này coi em thì anh đi cùng với em. Ừ. Cô nó là xí nó là Mr. Ngọc. Mr. Ngọc. Ngọc xinh gái. Xinh thật. Xin chào Ken. Ô tô kìa. Thật đấy.